Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shop.tng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Các bạn đã chuẩn bị cho mình 210 con huy để mở sổ sứ mệnh mùa 10 chưa? Nếu các bạn chưa có, không sao cả. Ad có mở tặng free 40 sổ sứ mệnh vào ngày 30 tháng 9 trên fanpage Tràm Game. Đừng quên like ngay clip và theo dõi fanpage nhé. Ở trong số 10 này của chúng ta, cấp 10 đó chính là Dạ Huyết Tộc của vị tướng Vokat. Sổ sứ mệnh lần này tiếp tục là 4 tuần nha anh em. Chỉ có 4 tuần thôi. Và đây là Vokat ở trong cái bộ trang phục bậc A của hắn ta, cấp độ 10 của sổ sứ mệnh nhá. Và đó là vị tướng mà các bạn đang rất mong chờ, Chúa Tể Bóng Tối Vokat. Không phải cấp 30 mà là cấp 40. Vokat, vị tướng có thể đi rừng và solo đường rất mạnh. Khả năng tiếp cận, áp sát cực kỳ bá đạo là tiêu điểm chính ở trong mùa 10 năm nay, ở trong sổ sứ mệnh mùa 10. Và để mà tặng free cho anh em đừng quên like clip này nhé. Và lên ngay fanpage Trải Nghiệm Game, hiện tại đang có 88.000 người follow. Follow ngay để sớm đạt 95k và đón nhận event vào ngày 30 tháng 9 nhé. Vokat về sức mạnh thì chúng ta không việc gì phải bàn cãi thêm. Thực sự nó rất mạnh anh em ạ. Và sổ Việt sẽ ra mắt giống sổ đài nha anh em. Quá chấp chơi anh em ạ. Đó chính là Vokat cấp 40. Nhưng anh em nhớ cho Ad nhá. Anh em cho dù mua chiếc sổ hay là mua vượt cấp mà không mua thêm quân huy thì không thể chơi được vị tướng này đâu. Cấp 60 của chúng ta đó chính là Chrissy, tiểu yêu nữ. Cấp 60 nha anh em. Anh em nhớ rằng chúng ta chỉ có 4 tuần mà thôi. Và đây là Chrissy của chúng ta. Chrissy ở phiên bản sau sẽ bị giảm sức mạnh. Lý do gì khiến cho bản Đài Loan và bản Việt Nam không giảm sức mạnh của Chrissy ở trong cái phiên bản này? Đơn giản thôi, đó chính là Đài và Việt ra sổ đúng cái bộ trang phục tiểu yêu nữ của Chrissy. Chỉ có mỗi Thái nó không ra nên nó mới giảm nha anh em. Nhưng mà anh em đừng lo lắng làm gì cả. Tại vì sao Chrissy bị giảm? Đó chính là giảm chút sát thương và sát thương cộng thêm. Pháp sư quan trọng nhất điều gì? Đó chính là thời gian tung chiêu, thời gian giảm một chiêu. Còn sát thương đúng là quan trọng, nhưng chưa đến mức đó đâu anh em ơi. Nên anh em cứ yên tâm đổi mua ngay sổ sứ mệnh nhá. Và em có tặng free 40 sổ sứ mệnh mùa 10 trên fanpage Tràm Game. Các bạn nào chưa điều kiện hãy mau mau lên và tham gia event để nhận ngay các sổ sứ mệnh tuyệt vời nhé. Mùa 8 thì em có tặng là 20 sổ, mùa 9 em có tặng là 30 và mùa 10 40 sổ nha anh em. Hiện tại đang có 88.000 người follow rồi. Đừng quên lên ngay trên fanpage Tràm Game để cập nhật ngay các thông tin tuyệt vời và tham gia các event hàng tuần hàng ngày. Đặc biệt có event riêng tặng cạc cho fan cứng nhé. Các bạn chớ bỏ qua. Hãy cùng em tìm hiểu chi tiết sổ sứ mệnh mùa 10 ngay bây giờ. Đầu tiên là ở cấp độ 1, các bạn sẽ được lựa chọn 3 bộ trang phục. Ba Đùm, chú thợ ống nước tuyệt vời. Ad chưa có một bộ trang phục này anh em ơi. Hên là cái đợt giảm 80% Ad không mua, nên đợt này coi như là sướng rồi nhé. Và bộ trang phục tiếp theo các bạn có thể lựa chọn 1/3. Wonder Woman Thế Chiến. Ad còn nhớ là ở sổ 19 đấy ạ, vị tướng Wonder này được tặng free. Thì bây giờ sang mùa 10 chúng ta lại có thêm cái bộ trang phục rồi. Và bộ trang phục cuối cùng cực kỳ là quen thuộc với anh em, đó chính là Kyurat, vị tướng solo đường hàng đầu và thuộc dạng cực kỳ khó chịu ở trong phiên bản hiện tại, cảnh vệ biển. Và đây chính là bộ trang phục 1/3 bộ trang phục khép lại của cấp độ 1. Nhớ nhá, cấp độ 1. Và cấp độ 10 đó chính là Dạ Huyết Tộc của vị tướng Vokat rồi. Chúng ta chuyển sang cấp 20 nhá. Cấp 20 là tướng mà lại toàn là tướng trợ thủ anh em ạ. Tiêu biểu đây đương nhiên là Anette rồi, vị tướng trợ thủ được nhiều bạn gái cực kỳ ưa thích. Khả năng bảo kê thì khỏi bàn rồi anh em ạ. Tuyệt vời. Trợ thủ tiếp theo mang tên Khổng Lồ Crash. Đây đồng dạng là vị tướng trợ thủ bảo kê và có khả năng mở ra tranh rất bá đạo. Càn trụ, băng trụ
và ép đường, ép ra chanh, rất là khủng nha anh em. Nên chẳng lý do gì nếu bạn chưa có thì mau mau đổi và chơi ngay thôi. Sau khi sổ số mệnh ra mắt, ép đảm bảo với anh em là không việc gì anh em phải lo lắng là mình không có tướng trợ thủ đâu, yên tâm đi, giải quyết vấn đề này rồi nhé. Xếp phết à? Vâng, một vị tướng trợ thủ thế ép công rất là mạnh. Bây giờ là các bạn nếu mà bị Eddie trợ thủ là không phải lo việc là cứ phải cầm mấy cái vị tướng như là Mina. Bây giờ các bạn có rất là nhiều lựa chọn khác nha. Cấp 30, chúng ta tiếp tục là trang phục. Đầu tiên là bộ trang phục của vị tướng xạ thủ Lindis. Đây là bộ trang phục rất là chất chơi, kết hợp với Omen. Ad không nhầm thì ở bản trước đấy ạ, ở cái sổ sứ mệnh mùa trước nhờ tặng Free Omen thì phải. Và đợt này của chúng ta đó chính là Lindis Quang Thánh Tiến. Chắc hẳn các bạn đã có các lựa chọn trong đầu của mình với các bộ trang phục này rồi đúng không nào? Đừng quên like, share clip này để có thể tặng thêm nhiều sổ mệnh cho anh em nhé. Đặc công nhện đỏ Emily. Emily sau khi được hiệu chỉnh lại chiêu 1, thực sự đây là một vị tướng đi sâu đường rất khó chịu. Vị tướng này mà không chơi thế công mà chơi thế ôm ấy, thì rất là khó để ăn được cái đường của vị tướng Emily này. Thực sự rất là khó chịu anh em ạ. Rất là khó chịu và rất là đáng gờm, đó chính là Emily của chúng ta. Đương nhiên, không để anh em phải chờ lâu, cái bộ trang phục cuối cùng ở lựa chọn 1 trên 3 này chắc chắn không khiến anh em thất vọng, đó chính là của L'Oreal, Phượng Hoàng Lửa. Ad nhớ không nhầm, Hỏa Phượng Hoàng. Cái bộ trang phục này của L'Oreal trước đây được bán với giá khá là chát, hình như là 5 hay là 600 con huy phải không em? Nếu Ad không nhầm như vậy thì bây giờ chính thức được mở bán cho anh em rồi đó. Quá đẹp anh em ạ. Và khi các bạn đạt được cấp độ 40, các bạn có bị tướng vô cát. Và cấp 50, tiếp tục nhận tướng nha anh em. Tướng hot luôn đó. Đó chính là Ryoma. Yeah. Ryoma chúng ta có khả năng sốc, siết các kiểu. Nói chung là đi sau đường khá ổn nha anh em. Khả năng hồi phục tốt, hồi chiêu nhanh. Nói chung là ok. Nếu bạn nào chưa có thì đổi ngay thôi. Vị tướng này 25k cơ mà. Nói chung dạo này sổ số mệnh khá ok rồi anh em ạ. Nó đổi được rất là nhiều vị tướng ngon. Tiếp theo là một vị tướng khác mà anh em khá là quen thuộc, đó chính là Kyurot. Yeah, đây là vị tướng 13k. Kyurot đang rất là mạnh nha anh em, rất là mạnh luôn. Các bạn đổi Kyurot và chơi Kyurot không bao giờ là sự lựa chọn sai lầm, nhưng nhớ cẩn thận trước khi pick nhá, tại vị tướng này cũng có thể bị khắc chế đó. Thực sự late game vị tướng này rất là khỏe anh em ạ. Đầu game, late game, bây giờ nó chém phập cầm cái ma tính, sự rất là khó chịu. Đương nhiên không thể thiếu được vị tướng cuối cùng, hơi tù một chút, đó chính là Guido. Tại vì sao? Tại vì Guido trước đây ở trong cái sự kiện ngày quốc khánh đấy, thì được tặng free rồi. Nếu bạn nào chưa đổi thì bây giờ đổi được nha anh em. Đó là kết thúc lại tất cả các vị tướng và các trang phục được tặng. Bây giờ các điều mà anh em đang rất là chờ mong, chắc hẳn đó chính là ở vòng quay sổ số mệnh các bạn sẽ nhận được các bộ trang phục gì đúng không nào? Ok, không để anh em phải chờ lâu. Ở trong mùa 10 này, cấp 60 là Clissy và trang phục sổ đó chính là các bộ trang phục bãi biển của anh em. Khởi đầu đó chính là của nữ bố nhá. Thực sự thì cái vòng quay sổ mệnh này Ad đánh giá không cao. Đây, wow, rất là cơ bắp anh em ạ. Và cái bộ trang phục kế tiếp liên quan đến nữ bố đó chính là điêu thuyền, tiệc bãi biển luôn anh em ơi. Hồi trước là cái bộ trang phục này được đổi bằng một viên đá quý đó, sau đó được ra kho báu bán ở quân huy và bây giờ được tặng cho anh em ở trong vòng quay sổ mệnh nhá. Anh em đừng quên là like ngay clip này và lên ngay fanpage Trải Game. Ad có để link ở phần mô tả để các bạn có thể theo dõi fanpage để sớm đạt 95.000 người theo dõi và thực hiện event tặng 40 sổ mệnh nha anh em ơi. Event sẽ bắt đầu từ ngày 30 nên các bạn cứ lên đấy theo dõi và follow dần thôi. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để bạn nào chưa điều kiện nạp tiền để mà mua sổ có cơ hội mua sổ hoàn toàn free nha anh em ơi. Và Guido. Thực sự thì Guido là vị tướng solo đường khá ổn anh em ạ, đánh cấu đỉa rất là khỏe luôn. Bạn nào đánh tốt Guido thì thực sự có khả năng đi solo đường rất là tốt. Chỉ là ở Việt Nam thì đi solo đường hay bị đi trợ thủ là nhiều thôi.
Đó là khép lại chi tiết tất cả mọi thứ có ở trong sứ mệnh mùa 10 này. Các bạn đánh giá sao về sứ mệnh này? Bạn nào chưa điều kiện thì đừng quên lên ngay fanpage để tham gia event nhanh em ơi. Bạn nào có điều kiện ư? Hãy chuẩn bị quân huy thật nhiều nhiều để mở ngay số 40 cấp độ nhé. Cấp 40 mới có vô cát thôi. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.